cực nóng, Moscow chưa hết bằng hoàng, Ukraine dán đòn thù khốc liệt đánh chuyện đầu chiến thứ hai của Nga. Diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine giao tranh ác liệt ở Luhansk. G7 dán đòn mạnh vào huyết mạch kinh tế Nga. Đó là những tình chính trong ngày hôm nay. Bích Trâm kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin quân sự trên kênh Thời báo sự thật. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, chưa lâu sau khi lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố bắn chìm soái hạm Moskva ở biển Đen, vào ngày 9 tháng 5, một tàu hải quân khác của Nga ở biển Đen cũng bị quân đội Ukraine bắn trúng và đốt cháy. Lần này là chiến hạm mang tên Đô đốc Makarov. Theo báo cáo, tàu Đô đốc Makarov của Nga đang đi gần đảo rắn ở biển Đen, ngoài khơi bờ biển thành phố cảng Odessa của Ukraine thì bị trúng tên lửa chống hạm R-360 Neptune bắn từ đất liền Ukraine. Theo tờ báo Bộ Tổng tham mưu Ukraine và nghệ sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko đã nói, con tàu đã bị trúng đạn. Một số tài khoản trader theo dõi dữ liệu chuyến bay nguồn mở được thu thập từ vệ tinh và bộ phát đáp báo cáo rằng các tàu và máy bay cứu hộ được biết đến của Nga đã lao đến khu vực này, ngay sau khi có thông tin cho rằng tàu Makarov đã bị trúng tên lửa. Các tài khoản đó cũng đã báo cáo một máy bay không người lái giám sát RQ-4 Global Hawk không vũ trang của quân đội Mỹ đã bay vòng quanh khu vực, cho thấy rằng một sự cố có thể đã xảy ra. Những bức ảnh về con tàu bốc cháy được người dùng khẳng định là Makarov đã lan truyền trên mạng xã hội, mặc dù những bức ảnh này chưa được xác nhận. Cuộc tấn công nhắm vào tàu Makarov diễn ra chỉ 3 tuần sau khi quân đội Ukraine đánh chìm tàu Moskva, kỳ hạm của hải quân Nga trong cuộc phong tỏa hàng hải của Ukraine. Con tàu đó cũng bị trúng tên lửa Neptune, một hệ thống được phát triển trong nước. Henry Hendricks, một thuyền trưởng hải quân Mỹ đã nghỉ hưu và chiến lược gia hàng hải nói với National Review rằng cuộc tấn công là một đòn chí mạng đối với Nga, Tàu Makarov khinh hạm lớp đô đốc Grigorovic, một trong những tàu hải quân mới nhất của Nga, được đưa vào biên chế năm 2017 và được mô tả là một trong những tàu mạnh nhất ở Biển Đen. Hai tàu khác cùng lớp, đô đốc Grigorovic và đô đốc Eshin, đang tham gia vào các cuộc chiến với lực lượng Ukraine, bắt đầu vào tháng 2 khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hải quân Nga một trong những lực lượng hùng mạnh nhất hành tinh nhưng đã mất nhiều tàu quân sự kể từ khi xung đột với Ukraine bùng nổ cho đến ngày hôm nay. Vào ngày 22 tháng 3, Ukraine hạ tàu tấn công Raptor của Nga gần Mariupol. Một đoạn video đã được chia sẻ trên mạng cho thấy các lực lượng Ukraine đã tấn công một chiếc tàu nhỏ bằng tên lửa chống tăng. Trong phần bình luận của video, con tàu được xác định là tàu tấn công Raptor. Đây là một trong những tàu tấn công nhỏ được sử dụng bởi lực lượng Nga. Chúng tương tự như thiết kế tàu CB-90 của Thụy Điển. Vào ngày 24 tháng 3, Ukraine tấn công tàu đổ bộ Nga tại Berdyansk. Hoành tráng hơn nhiều so với cuộc tấn công hai ngày trước đó, một tàu đổ bộ lớp Alligator đã bị nổ tung ở Berdyansk vào ngày 24 tháng 3. Phương thức tấn công chính xác vẫn chưa rõ ràng. Một giả thuyết hàng đầu là Ukraine đã bắn tên lửa đạn đạo OTR-21 Toka vào cảng. Họ đã làm như vậy hai ngày trước đó. Tên lửa có thể mang theo những quả đạn trùm nhỏ, nhưng một số những quả đạn này dường như đã rơi trúng hầm chứa vũ khí đạn dược của các tàu đổ bộ. Vụ nổ gây hỏa hoạn sau đó đã khiến con tàu bị chìm tại bến tàu. Hai tàu đổ bộ lớp Draputa của Nga tập cảng gần đó cũng đã bị hư hại. Một thuyền trưởng được báo cáo là đã chết vì bị thương nặng trong vụ cháy lớn. Ngày 13 tháng 4, tuần dương hạm Moscow chìm gần đảo Rắn. Không nghi ngờ gì nữa, Tổn thất mang tính biểu tượng nhất của Nga là tàu tuần dương mang tên lửa Moskva lớp Solava. Theo báo cáo, Ukraine tuyên bố đã bắn hai tên lửa Neptune trúng sói hạm Nga vào ngày 13 tháng 4, khiến nó bị chìm xuống biển vào ngày hôm sau. Phân tích sơ bộ của Chris Carson, một sĩ quan tình báo hải quân Mỹ đã nghỉ hưu cho thấy, dường như hai tên lửa của Ukraine đã bắn trúng chiếc tàu chiến ở mạng trái. Cú tấn công hoàn hảo này có thể đã góp phần khiến con tàu bị chìm. Ông Kaisen đã nhận xét rằng các khoang bị trúng tên lửa trên xoáy hạ Moscow giữ vai trò rất quan trọng. Theo sĩ quan Mỹ đã nghỉ hưu, thì rất có thể xoáy hạ Moscow bị chìm vì mất hoàn toàn động cờ đẩy và điện sau khi bị tên lửa đánh trúng. Hậu quả là một đám cháy bùng lên và không thể nào kiểm soát được khiến con tàu bị chìm. Vào ngày 2 tháng 5, Ukraine tấn công hai tàu tấn công Raptor gần đảo Rắn. Vào ngày 2 tháng 5, Tàu quân Nga hứng thêm tổn thất đáng kể. Hai tàu tấn công Raptor của họ đã bị máy bay không người lái TB2 của Hải quân Ukraine bắn trúng gần đảo rắn do Nga kiểm soát. Hai cuộc tấn công của Ukraine vào hai tàu chiến Nga diễn ra chỉ cách nhau có vài phút và kết quả là cả hai tàu Nga đều bị trúng đạn. Mặc dù tổng số tổn thất trong cuộc tấn công vẫn chưa được xác nhận vào thời điểm này, nhưng video được Ukraine đăng tải thì hai tàu chiến Nga đã bị nổ tung trước khi chìm. Máy bay không người lái Bayraktar TB2 được Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và cung cấp cho Ukraine. Mẫu máy bay không người lái này xoải cánh 12m và mang được 55kg vũ khí, có khả năng hoạt động 27 giờ liên tục ở khoảng cách 300km so với đài điều khiển. Bayraktar TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAML với 4 loại đầu nổ có khối lượng tối đa 22kg, được coi là mối đe dọa hàng đầu với xe tăng, thiết giáp trên chiến trường. Trong khi đó, tàu Raptor loại nhỏ của Nga có thể chở tối đa thủy thủ đoàn 3 người và 20 binh sĩ. Chúng thường được trang bị súng máy và được sử dụng trong các hoạt động trinh sát hoặc là đổ bộ. Trong cuộc xung đột với Nga, Hải quân Ukraine thực tế cũng hứng tổn thất rất đáng kể. Theo tỷ lệ, họ thiệt hại nhiều hơn so với Hải quân Nga. Chủ yếu là do tàu bị đánh đắm, bị bắt tại cảng hoặc là các tàu không hoạt động bị chìm tại bến tàu. Nhưng những thiệt hại của Ukraine không làm bất cứ ai ngạc nhiên, vì đây là điều nhiều người đã dự đoán trong một cuộc xung đột không cần xứng như vậy. Tuy nhiên, bất chấp những bước lùi này có thể nhìn thấy, Hải quân Nga được đánh giá là vẫn có ưu thế hoàn toàn trên biển và trong các cuộc xung đột với Ukraine. Và điều này đã giúp họ đạt được một số mục tiêu chiến lược, chẳng hạn như là phòng tỏa tàu buôn lưu thông đến Ukraine. Diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine giao tranh ác liệt ở Luhansk các cuộc giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra đối với Severodonetsk. Trước đây là một thành phố công nghiệp với 100.000 dân và quân đội Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát. Giao tranh đang bùng phát dữ dội ở miền đông Ukraine vào hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 5 giữa các lực lượng Nga và quân phòng thủ Ukraine để giành quyền kiểm soát thành phố chính của vùng Luhansk là Severodonetsk. Thống đốc khu vực lưu hành đã cho biết các trận chiến ác liệt đang xảy ra ở Severodonetsk, trước đây là một thành phố công nghiệp với 100.000 dân. Thống đốc Shehi Haidai đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, cuộc giao tranh nặng nề nhất đang diễn ra đối với Severodonetsk, nhưng tất cả các khu định cư tự do ở vùng lưu hành đều là điểm nóng. Hiện giờ đang diễn ra các trận đấu súng ở các làng Bilohorivka, Voivodivka và về phía Bopanas. Thống đốc Luhansk cho biết cuộc chiến giành Severodonetsk sẽ được quyết định khi mà vũ khí hỗ trợ đến tay quân đội Ukraine. Vũ khí mới hiện đang đến, chỉ có quân đội sẽ quyết định khi nào họ nên sử dụng nó. Nhưng chúng ta có thể thấy kết quả ngay cả bây giờ, và những bổ sung quân sự mới có thể thay đổi cục diện cuộc chiến ở Donbass. Nga hiện đã tập trung lực lượng vào khu vực phía đông Donbass, bao gồm Luhansk và Donetsk, nơi quân ly khai được Moscow hậu thuẫn và chiến đấu từ năm 2014 và kiểm soát một số lãnh thổ. Cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đã phát triển thành một cuộc chiến tranh tiêu hao vì lực lượng phòng thủ hiệu quả không ngờ của quân đội Ukraine. Cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong những ngày gần đây đã diễn ra ở miền đông Ukraine, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một cuộc phản công của Ukraine gần khả khiếp. Một thành phố ở phía đông bắc lớn thứ hai của Ukraine đang đạt được tiến bộ đáng kể và có khả năng sẽ tiến tới biên giới Nga trong những ngày hoặc là vài tuần tới. Tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington đã cho biết thêm rằng, cuộc phản công của Ukraine chứng tỏ khả năng đầy hứa hẹn của Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng đã rút khỏi thành phố Pospana đồng đúc của Luhansk và đã di chuyển đến các vị trí mạnh hơn mà họ đã chuẩn bị trước. Ông Haidai đã viết lên trang Telegram vào ngày 8 tháng 5. Trong khi đó, thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov cũng cho biết, các chiến binh của lực lượng đặc biệt Chechnya đã kiểm soát phần lớn Pospana, trong một bài đăng trên Telegram, thì ông Kadyrov đã cho biết rằng các đường phố chính và các quận trung tâm của thị trấn đã hoàn toàn được giải phóng. Khadirov thường xuyên đăng trên Telegram các báo cáo và video về các binh sĩ Trenia được cho là đang tham gia các hoạt động ở Ukraine, nhưng không có xác nhận về số lượng đã thực sự được triển khai và liệu họ có tham gia chiến đấu hay không. Truy bảy gián đòn mạnh vào huyết mạch kinh tế Nga Nhóm 7 nhà lãnh đạo đã cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, bao gồm cả việc cấm nhập khẩu dầu của Nga. Nhóm 7 nhà lãnh đạo đã cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga khi họ công bố các biện pháp trừng phạt mới như một phần của gói biện pháp trừng phạt phối hợp chưa từng có nhằm củng cố sự cô lập kinh tế của Nga về cuộc chiến Ukraine. Tri 7 bao gồm 7 quốc gia giàu có nhất thế giới là Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ đã leo thang chiến dịch chống lại giới tinh hoa Nga ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin. Trong một tuyên bố chung của C7 cho biết, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ làm như vậy một cách kịp thời, có trật tự, theo những cách để thế giới có thời gian đảm bảo các nguồn cung thay thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục và nâng cao chiến dịch chống lại giới tinh hoa tài chính và các thành viên trong gia đình. Những người ủng hộ Tổng thống Putin trong nỗ lực chiến tranh và lãng phí nguồn lực của người dân Nga Tòa Bạch ốc đã cho biết rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ tác động mạnh vào huyết mạch chính của nền kinh tế của Putin và khiến ông không có được nguồn thu cần để tài trợ cho các cuộc chiến ở Ukraine. Sau cuộc họp với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ sẽ cắt bỏ các dịch vụ quan trọng mà Nga phụ thuộc và củng cố sự cô lập của Nga trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. Nhóm bày tỏ lo ngại rằng. Chiến tranh đang gây ra sự gián đoạn kinh tế trên toàn cầu, ảnh hưởng đến an ninh của nguồn cung năng lượng toàn cầu, cung cấp phân bón và thực phẩm cũng như hoạt động của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo Sự thật. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bích Trâm xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.